Tối ngày 29 tháng 1 năm 2021, tại khách sạn Caravel Sài Gòn, câu lạc bộ doanh nghiệp dẫn đầu LBC đã tổ chức chương trình tất niên cuối năm. Tham dự sự kiện có các doanh nhân, chuyên gia kinh tế, các nghệ sĩ là đại sứ hàng Việt. Sau một năm 2020 có quá nhiều biến động do dịch Covid-19 gây ra, nhưng nhiều doanh nghiệp trong LBC đã biến khủng hoảng Covid-19 thành cơ hội phát triển. Tại buổi lễ, câu lạc bộ LBC tổ chức một cuộc hội thảo nhỏ bàn về đề tài câu chuyện biến khủng hoảng Covid-19 thành cơ hội phát triển, với sự tham gia chia sẻ của lãnh đạo công ty P&G, công ty nhựa Bình Minh và công ty nước mắm Khải Hoàng. Tuy là cái năm qua thì có một cái mùa đại dịch cũng cản trở nhiều cái hoạt động của các hội đoàn, thì trong đó thì có LBC. Tuy nhiên thì LBC là cũng tổ chức nhiều cái hội thảo, và song song đó thì LBC cũng có chăm lo cho một số người lao động nghèo. Kỳ vọng thì có, mà tuy nhiên thì thấy cái tình hình thì chắc là cũng phải nói là phải vài tháng, có thể là sau 6 tháng mới thấy được cái niềm hy vọng. Đối với những các doanh nghiệp dẫn đầu thì họ đang biến cái nguy đó thành một cái cơ hội để chuẩn bị cho cái sau cái Covid, và sau cái khủng hoảng thì nó vẫn có những cái phải bứt phá lên. Họ bắt đầu chuyển hướng sang là chuẩn bị cái công tác là tái cấu trúc doanh nghiệp, tái đầu tư, mở rộng đầu tư để chuẩn bị nhiều hơn. Điều đó là cái điều mà thực sự là rất là quan trọng, bởi vì trong cái lúc mà chúng ta đang thành công thì chúng ta quá bận rộn, nên đôi khi chúng ta không có đủ thời giờ để chúng ta sửa đổi bất kỳ một cái gì hết. Thì nhân cái việc mà xã hội đang đóng băng lại thì đó là một cái cơ hội rất là tốt để mọi người chấn chỉnh lại. Cũng tại buổi lễ tất niên trên, ban chủ nhiệm câu lạc bộ LBC đã ra mắt chủ tịch mới của câu lạc bộ thay cho ông Phạm Phú Ngọc Trai, đó là tiến sĩ Nguyễn Thanh Mỹ, chủ tịch tập đoàn Mỹ Lan, người sẽ làm chủ tịch của LBC trong giai đoạn từ 2021 đến 2024. Tôi rất là hãnh diện cũng như là rất là trân trọng được các anh chị ở trong cái LBC đề nghị để làm chủ tịch của câu lạc bộ doanh nghiệp dẫn đầu. Mặc dù là cái thời buổi Covid này đó, nhưng mà những doanh nghiệp của câu lạc bộ mình làm cũng phát triển tốt, vượt qua khỏi cái đại dịch này trong năm 2020. Thì trong những ngày sắp tới đây thì như nhà nước mình đưa ra cái kế hoạch là chuyển đổi số rồi truy xuất nguồn gốc, thì đó là những cái hướng sắp tới mà câu lạc bộ doanh nghiệp dẫn đầu tập trung vào để làm sao giúp doanh nghiệp mình ứng dụng được những cái công nghệ kỹ thuật số, làm sao mình sản xuất hiệu quả hơn, giảm chi phí hơn. LBC cũng như là Hội hàng Việt Nam chất lượng cao thì trong vừa rồi đã có nhiều hoạt động giúp hỗ trợ cho doanh nghiệp để vượt khó. Một số doanh nghiệp vẫn tiếp tục phát triển được. Cái quan trọng nhất là Hội hàng Việt Nam chất lượng cao thì đã xây dựng được cái hệ thống tiêu chuẩn hàng Việt Nam chất lượng cao chuẩn hội nhập để hỗ trợ cho các doanh nghiệp. Ngoài ra thì cũng đã tư vấn cho rất nhiều doanh nghiệp những cái giải pháp để có thể vượt qua khó khăn của đại dịch, rồi thực hiện bước đầu những cái chuyển đổi số cho doanh nghiệp và hỗ trợ doanh nghiệp tìm kiếm thị trường ở cả trong nước và nước ngoài. Khi dịch Covid-19 bùng phát trở lại, cũng là lúc câu lạc bộ LBC có nhiều thay đổi để phát triển mạnh hơn. Hy vọng rằng những doanh nghiệp LBC sẽ ngày càng liên kết chặt chẽ để cùng nhau đưa doanh nghiệp mình đi lên và đưa nền kinh tế Việt Nam vượt qua mọi thách thức trong năm 2021.